Kẻ hỏi người nào lại thì dạch ra đúng tên mình, thì nhớ cũng giờ sao nhớ tên hết. Mỗi ngày mới đến chùa thì có thể nhớ, mà lâu lâu về thăm chùa lần thầy hay nói tên gì thì cũng quên. Thầy đặt tên luôn, thầy cho tên luôn mà thầy cũng nhớ, sao nhớ hết được. Thầy cô giáo chủ nhiệm hồi tiến sĩ nó dạy thầy mấy môn nè? Nữa tóm gọn cứ giờ thầy không phải là con, đâu phải là giáo viên, con đừng có khảo thầy. Không, đọc vợ hỏi thử. Không, không nói cái chuyện nói xuống trường, cứ thầy học trường nào đi thẳng xuống trường đó hỏi, hỏi văn phòng chứ còn hỏi hoài cũng ai biết. Giáo viên ta dạy lớp này mà đi hỏi giáo viên dạy lớp khác ai biết. Mà giờ nói chuyện học lâu năm rồi mình nói tóm gọn là người ta không trả lời. Trước cho con hỏi là theo như thầy chia sẻ là năm 6 tuổi đến năm 22 tuổi là thầy ăn chay. Rồi như vậy là từ năm 23 tuổi là thầy xuất cái phát cái tâm nào mà thầy đi các nước, thầy đi Campuchia, Thái Lan, đi về Ấn Độ. Về Ấn Độ 7 năm thầy thấy là đạo Phật vẫn ăn thịt cá và các chùa cũng ăn thịt cá bình thường. Sau đó thầy sẽ suy nghĩ, thầy nghĩ ủa sao đạo Phật mà ăn mặn mà Việt Nam mình ăn chay. Thầy mới suy nghĩ thôi vậy là người ta giải thích rất là rõ và hiểu được cái lý do tại sao đạo Phật và Đức Phật ngày xưa ăn mặn. Thì mình nói là Đức Phật gắn sống đời thường với nhân dân, mà tại sao mình phải làm hơn Phật sao? Mình ăn chay để mình hơn Phật sao? Là mình chống đối Phật. Thầy nói cứ ăn bình thường giống như Phật là tu, và giống mình sống bình thường là tu, còn mình hơn người tất nhiên là mình ham danh ham lợi. Thầy có biết bắt nguồn từ đâu mà Phật giáo Việt Nam là ăn mặn ăn chay không thầy? Đạo Phật mình thì do Việt Nam mình chưa có rõ, Việt Nam mình chưa có ai thành Phật và chưa có vị sư nào là tu ở Việt Nam, và ai là người đầu tiên mà tu Việt Nam không biết, ai là xuất gia cho một ông thầy đầu tiên là ông tổ. Thì thầy nói là Việt Nam cũng không có nguồn gốc Phật giáo, và Việt Nam mình cũng không có ai thành Phật, và không có ai mà cạo đầu cho ông sư đầu tiên là tu. Hồi đó ông Ấn Độ là ông nào qua cạo đầu cho ông sư đầu tiên mà Việt Nam mình thành lập giáo hội. Giờ mình phải chi ra là nguồn gốc ngày xưa là tổ đầu tiên là bên Ấn Độ hay bên nước nào qua cạo đầu cho ông giáo hội là ông thầy đó tu. Thì ra xét ra thầy. Còn giờ trong kinh Đức Phật lịch sử, con không tin con lấy lịch sử. Đức Phật nói là không thầy chỉ dạy, không có người nào xuất gia, chính mình tự mình cạo đầu xuất gia. Thì hồi Đức Phật dạy xong giờ tu, người ta tu cái người ta ở chùa ép để vô chùa mình thì nói là tu hành với vô giáo hội. Còn ta tự tu cái ngôi là giả. Ta giả như người mình thịt da vậy sao giả? Giả là làm bằng giấy, còn giả là hình ảnh, ví dụ như không phải là thịt mới giả. Còn giờ người ta người đời sống bình thường mình nói giả là giả gì? Người sao giả được? Như ví dụ giấy tờ giả là không có giấy tờ giả mà cái giấy đó có công nhận hay không, mà có giấy đó không công nhận thôi chứ không có giả hả? Ai cũng bằng giấy, giờ giấy giả cũng là bằng giấy đó, mà giấy thật cũng bằng giấy đó, nhưng mà do là xác nhận có đúng hay không. Ví dụ trong nội bộ với mình là chỉ có giải quyết trong nội bộ mình thôi, đừng có phá lại sư cô ơi. Đợi ai tới thì tới, khỏi phá đi, ai tới thì tới. Thì đời do mình, tốt xấu cũng do mình, mà thiện hay ác cũng do mình. Giống như giờ đi, một người đó chưa vô chùa đó, không phải đệ tử, nhưng mà ngày mai người ta vô, người ta khọ, chấp nhận, ta cũng lẫn là đệ tử chùa đó. Còn ví dụ như giờ giáo hội mình giấy chưa có giấy tờ nhà nước, hiện giờ mình ra khai báo, mình kêu người ta làm lại, người ta cũng cấp. Tại sao mình không cấp người ta, mình nói người ta không có. Giống như giờ ở Việt Nam mình, 100.000 người Việt mình, sống 3 đời, 4 thời chiến tranh, loạn lạc. Tới bây giờ người dân Việt Nam mình cũng chưa có được. Về Việt Nam thì nhà nước Việt Nam mình cũng không cấp giấy chứng minh nhân dân ở Việt Nam sống bên Campuchia. Mà giờ họ sống 3 đời, cả 100.000 người dân sống không có giấy tờ đất đai, mà cũng không có giấy tờ nhà, và không có giấy tờ cá nhân luôn, là căn cước hay chứng minh nhân dân. Vậy không lẽ giờ 100.000 người Việt mình sống tại Campuchia thì ai sẽ cấp giấy? Và không lẽ giờ họ giả hết. Rồi thầy cũng là người giáo hội bên Việt Nam mình, giờ 25 ngôi chùa, giờ ta có 4 chùa có giấy tờ, còn tất cả các chùa không có giấy tờ hết, thì không lẽ là các chùa đó là giả, rồi các thầy đó là giả, rồi người dân cũng giả luôn. Như Việt Nam mình giờ bắt đầu năm 2021 này, hiện giờ người dân mình cũng chưa có giấy tờ, tại vì chưa hợp pháp quá. Giờ chừng tướng minh đổi là căn cước thì đổi hết giấy tờ đất đai, nhà cửa, rồi đổi lại số nhà, rồi đổi lại cái gì từ hộ khẩu, họ bỏ rồi đó, giờ làm hộ khẩu điện tử, chưa nhập vô điện tử là chưa công nhận luôn. Thì người dân Việt Nam mình giờ hiện nay đang cả nước mình chưa có ai có giấy tờ, mà có giấy tờ thì chỉ còn giấy tờ căn cước cũ hoặc chứng minh dân mới đổi thôi, mà mới đổi đó chưa đổi những giấy tờ khác là chưa có xong xong. Giờ mình làm xây dựng gì người ta không cho. Thứ nhất hồi xưa nhà mình là chỉ cần bằng khoáng thôi, giờ định vị cái căn nhà mình xây rồi bao nhiêu mét vuông, rồi nhà mình rồi đó xây có bản vẽ xây dựng hay không,
Nếu mà không có bản vẽ phải đặt xây lại mới gọi công nhận là cái nhà. Còn nhà mình mà vẫn để như nguyên vậy là nhà đó là không có giấy tờ. Nhà mình giống như hồi xưa giờ ông bà mình có bao giờ cấp cho cái giấy gì là giấy nhà, hồi xưa giờ số nhà thôi chứ chưa bao giờ cắt căn nhà đó lên là công nhận đó là giấy nhà. Còn chùa cũng vậy, có bao giờ mà cái chùa cắt lên rồi là để là giấy chùa đó. Toàn là nói gì địa chỉ số mấy, chùa đó mình đặt tên gì, chứ đâu bao giờ hâu giấy chùa là giấy chùa là giấy gì. Giờ hay hỏi nhà dân cũng hỏi giờ giấy nhà là giấy gì, giấy số địa chỉ số nhà, chứ nhà nước chưa cấp cho mình là giấy nhà là giấy gì, nhà mình tên gì, nhà đâu có tên. Mà nhà là tên chung cả nước ai cũng nhà, còn chùa thì cả nước cũng có tên chùa giống nhau, nhưng mà mình lấy cái tên nên chỉ phân biệt cho mình biết. Giống như tên mình đẻ ra có tên không, phải cha mẹ đặt mới có tên. Giờ cha mẹ không đặt mình cũng không có tên, phải không? Thì giờ tất cả cuộc sống giờ chúng ta cả nước và thế giới diện tờ không có ai có giấy tờ. Giờ kiện thầy không có giấy tờ, thầy không có tu giả, giờ cả nước hỏi người dân có giấy tờ. Việt Nam mà thôi khỏi cần ai có toàn diện chưa, rồi ca đi cả thế giới bao nhiêu cũng giờ nước nào cũng giống nhau. Giờ đổi giấy tờ từ đầu đến cuối hết, giờ không có giấy tờ phải làm lại. Chắc 2022 mới qua toàn diện cả nước Việt Nam mình mới đổi từ từ. Thầy chứ nói còn giờ người Việt Nam mình cần giấy tờ gì thì mới được xem là có giấy tờ thôi. Thứ nhất đổi căn cước có con chip. Thứ hai phải nhập hộ khẩu điện tử. Kế tiếp giấy tờ đất đai là bắt buộc, nhà nào cũ thì có phải làm lại cái số nhà cho chuẩn, là cấp số nhà cho chính phủ cấp theo nghị định của chính phủ. Kế tiếp người dân phải đi đo đạc lại nhà cửa bao nhiêu mét vuông và xây dựng nó bao nhiêu tầng lầu, phải định vị, phải có cái vị trí định vị căn nhà mình. Giống như giờ mình đi muốn đi xe đi, định vị cái nhà đúng cái địa chỉ mình, ngay cái nhà mình tên gì luôn ha, là địa chỉ nhà số mấy. Rồi kế tiếp là xây dựng phải có giấy phép sở xây dựng cấp, gọi là nhà mình có giấy phép. Còn mà giờ mình cắt nhà mà tự phát sinh lên, mình xây hoàn thành ở xưa tới giờ nhưng mà không có giấy nhà, vẫn là gọi là nhà đó nhà mình ở lậu, nhà không có giấy tờ, kêu bằng nhà ở tạm bợ. Giống như nhờ xưa ông bà mình không có nhà nào có bản giấy hết. Rồi hồi xưa đất đai cũng không có, ông bà mình không có ai chạy làm giờ giấy bằng khoáng. Sau này ép nhân dân phải ai có tiền thì làm trước, ai có tiền từ từ làm. Nhưng mà cũng nhà của mình giờ không có bằng khoáng, không lẽ đuổi ra khỏi nhà, đất mình không lẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Rồi giờ quy định có nhiều vùng quê. Giờ nhà mình có 100 mét vuông anh em chia ra, nhưng mà ta quy định phải 200-300 mét vuông mới được tách bằng khoảng, mới được đứng bằng khoảng riêng. Mà giờ anh em chung thì chỉ chung hộ khẩu, có lúc thì chung bằng khoáng nhưng mà riêng số nhà, nhưng mà chung một mảnh đất đó dài mà anh em chia ra rồi thì vẫn cũng chưa có người nào có cái giấy bằng khoáng riêng, chỉ bằng khoáng chung. Mà bán là phải khỏa thuận, mà không khỏa thuận thì bán không có hiệu lực. Uống miếng nước thầy. Mà hơi căng. Nhưng mà thầy nói thật, giờ thì thầy chỉ có giấy bằng khoáng đất là thầy giữ nè, mà giấy căn cước nè, chứng minh nhân dân nè, hộ khẩu nè, rồi giấy tờ xây dựng thầy có. Mà giờ hỏi giấy chùa thầy không biết đâu ra. Chưa nhà nước, nhà nước chính phủ, nhà nước giáo hội cũng đâu có bao giờ cấp, có chùa nào cả giáo hội cũng có hỏi giờ cái giấy giáo hội là giấy gì, giấy chùa là giấy gì, nhà nước chưa ra quy định để cấp, để đâu có. Giờ giáo hội hỏi giờ giấy chùa là giấy gì, thầy có nhờ giáo hội bên Campuchia cấp được không? Được, nhưng mà phải hết virus. Thì giờ mình công dân Việt Nam, nếu mà có cái công văn của chính phủ gọi là công dân Việt Nam giới thiệu qua nước ngoài, được về được phép nhập quốc tịch và được phép thành lập bất cứ gì song song với Việt Nam, chính phủ nước nào cấp miễn là công nhận một nước thôi là đủ. Ví dụ như mình có công ty Việt Nam không, mở chi nhánh ở nước ngoài, chỉ cần cầm cái giấy chính mình qua anh bển chính quyền bên bển, ta nhập mã vô cho mình cái mã mới hoặc mấy mã cũ vẫn hoạt động giống nhau song song, chứ không phân biệt là cái công ty này Việt Nam mà qua đây không phải được. Giờ có tất cả các công ty mà chạy xe Campuchia Việt Nam nè vẫn là giấy phép Việt Nam,